Xin chào các bạn đã trở lại với kênh chuyên mục Nước Hoa Việt Nam trên kênh YouTube của mình. Thì là có một thời gian trước mình có đăng một cái bài lên cái phần cộng đồng của YouTube hỏi rằng là đây hiện tại đang sản phẩm nào đang là best seller của Mora để mình mua cái vial về thẩm, tại vì giá của Mora cũng khá đắt. Thì cũng có rất là nhiều bạn ý kiến rằng là đã đi quảng cáo rồi thì sản phẩm nào được mua về, quan trọng gì đâu, đằng nào cũng khen. Mình kiểu hình như anh em mình vẫn chưa hiểu nhau lắm nhỉ. Và sau đó thì mình có đăng hẳn luôn một cái deal ở trên Shopee, đó là mình đã mua bộ sản phẩm vial của Mora ở đây. Đây nhá. Thấy chưa? Đó, bộ sản phẩm này mình mua với cái giá là 890.000 và bên cạnh đó thì được tặng một cái hũ nến theo như các bạn nói là tầm 650. Vậy chị chia chúng ta chỉ có trả khoảng tầm hơn 200 cho cái bộ vial 6 mùi và mỗi mùi thì 2ml của nhà Mora. Và quan trọng nhất là trong này thì nó có hai cái mùi rất là hot, hay gọi là best seller của Mora, đó chính là Marshmallow 13 và Sandalwood 33. Và chúng ta hãy cùng xem là những cái mùi hương này như thế nào, và quan trọng nhất đó là cái cảm nhận, cái quan điểm của mình như thế nào về cái thương hiệu Mora nước hoa của Lilabo Việt Nam. Cùng nhau bắt đầu. Và chúng ta cùng nhau xem qua cái bộ vial mà mình mua nhá. Bộ vial này là 890.000, đằng trước đằng sau thì là đều màu trắng và chữ thì là màu đen. Ở đằng sau thì ghi là năm ra mắt của Mora là 2019. Thì khi các bạn mở hộp ra, hộp này rất là chắc chắn. Các bạn thấy một cái tờ kiểu catalog giới thiệu này. Đấy. Và năm ra đời của những 6 mùi hương, trong này thì có Amethyst 16 này, Black Currant 10 này, Marshmallow 13, Lily Bell 7 và Sandalwood 33. Điều ngày hôm nay mình sẽ chỉ review hai cái mùi gọi là best seller của Mora thôi, đó là mùi 33 và mùi 13. Nghe rất là giống kiểu Lilabo đúng không? Thì đây là một tờ catalog này và một cái gọi là cái zip của Mora và chữ I love you. Bên này thì chúng ta có 6 mùi hương. Và có một cái điều mình cực kỳ thích ở cái bộ vial của Mora, đó chính là họ là cái vial dạng xịt chứ không phải là cái loại vial dạng chấm hay dạng lăn. Thì đây là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao. Và cái hộp này thì mình đánh giá cực kỳ cao về cái độ hoàn thiện của cái hộp. Phải nói là mặc dù có những cái thương hiệu khá lớn như là MFK hay là những cái thương hiệu designer như là Versace hay là Chanel thì họ cũng không có được một cái hộp hoàn thiện mà mình nhìn kiểu chắc chắn như thế này. Thì đây là một cái điểm cộng của Mora về cái hộp vial của họ. Đó là về cái vial. Còn về cái chai nước hoa thì mình sẽ để cái hình ở đây. Cái chai 100ml ra mình cũng đã cầm rồi nhưng mà mình không mua, tại vì chai 100ml của họ thì thực ra giá cũng khá là cao và mình cũng không có nhu cầu mua một chai 100ml về chỉ để làm review với cái giá tầm hơn 2 triệu đồng. Hình như tầm 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6 gì đó cho 100ml. Thì các bạn có thể nhìn thấy là với một cái thiết kế như này thì nó không khác gì thiết kế của Lilabo cả. Nó như đúng kiểu một cái lọ để đựng những cái dung dịch hóa học. Và cái ở ngoài thì cũng có dán một cái tem và in cái phần tên nước hoa, những thành phần cần thiết cũng như là in tên của bạn lên trên đấy. Nó mại là giống hệt Lilabo, chỉ là cái chai của Mora thì họ cũng gọi là cách điệu đi một tí, nhìn cho nó khác. Nhưng mà nếu mà để lướt qua thì thực sự là có lẽ là nếu như người nào không chơi chuyên quá sâu mà được ai tặng trên nước hoa này thì các bạn cũng sẽ nhầm lẫn là đây là Lilabo. Thì tí nữa mình sẽ đánh giá về cái phần ngoại hình này. Và bây giờ chúng ta vào phần chính của video ngày hôm nay, đó là hai cái mùi best seller của Mora. Đó chính là Sandalwood 33 đi. Mình cầm được cái này trước. Mình đã xịt mùi hương này và mùi hương Lilabo Sandalwood 33 cũng như là mùi của Miniso lên để mình test ba mùi hương với nhau. Thì thực ra thì có rất có nhiều điều để nói ở trong cái video này với các bạn. Xịt cho nó đã đi, ngày nào mình cũng... Về cái mùi hương của Sandalwood 33 này thì nói một điều là thực sự nó rất giống với Lilabo Sandalwood 33. Cái mùi gọi là mùi gỗ xưởng cưa. Nhưng mà ở cái chai nước hoa của Mora này, 33 của Mora, dòng gọi 33 của Mora và 33 của Lilabo, thì mình thấy rằng là với ở Mora ấy, thì mùi hương có phần mỏng hơn, nó như kiểu là bằng 8 trên 10 phần của Lilabo Sandalwood 33. Và cái mùi hương này thì có mở đầu nó có vẻ cảm giác nó tươi hơn. Nó có một cái nét gì đấy giống của Miniso Midsummer Five Flay. Đây. Nó có phần ở chai nước hoa này chỉ là nó như kiểu là một cái phiên bản nâng cấp của Miniso Midsummer Five Flay mà họ kiểu đẩy thêm gỗ vào. Và nếu như ở
cái thang điểm mà mình chấm về cái độ giống nhau thì Miniso này nó tầm 5 điểm. Thì Mora Sandalwood 33 này mình sẽ chấm được tầm 8 điểm, ở Lilabo thì mức 10 điểm. Thì đó. Và cái mùi hương này thì trên da mình nó cũng không có sự biến chuyển quá là nhiều, mùi hương nó cứ tăng như vậy. Và các bạn chỉ cần hình dung nó là mùi kiểu gỗ sừng cưa, và mở đầu nó có phần tươi hơn. Còn dry down của mùi hương Sandalwood 33 đây mình lấy luôn, thì với Sandalwood 33 mình có cảm giác là nó có phần cứng hơn và nó có phần kiểu nam tính hơn. Còn em này thì kiểu đúng kiểu unisex ấy, cả nam cả nữ đều dùng được. Và cái độ bám tỏa thì với mình Sandalwood 33 này nó lưu ở trên da cũng được khoảng tầm 10 tiếng. Hãy nói rằng là nếu như xét nó là một cái phiên bản clone của Lilabo Sandalwood 33 thì em này rất là ổn, phải nói rằng là được tầm 80 cho đến 90%. Miniso Midsummer Firelight thì nó sẽ được khoảng tầm 70, còn Mora thì được tầm 80 cho đến 85-90%. Đó là mùi hương rất là giống. Nếu như các bạn không để ý, không là một người tinh mũi thì các bạn sẽ rất khó để có thể nhận biết. Đặc biệt là khi dry down rồi thì hai mùi nó khá thông nhau. Chỉ là ở điều đó là Lilabo Sandalwood 33 nó có phần dày hơn, gỗ nó có phần cảm giác nó có phần kiểu xịn sò hơn ấy. Đấy, kiểu như thế. Tiếp theo bây giờ chúng ta đến với Marshmallow. Vì bạn út xem này mình có xịt mấy đâu mà sao hết nhanh thế nhở? Đấy các bạn, cái điều mà mình rất thích ở những cái file xịt đó là chúng ta có thể xịt rất dễ, là chúng ta không phải cậy cậy xong rồi chúng ta bôi. Thì em này nói thật là nó cũng như cái tên 13 mà giống Another 13, chỉ là đây cái một tên hoàn toàn khác, đó chính là Marshmallow 13 thôi. Thì mình cũng có mùi 13 ở đây, nhưng mà có một cái điều đó là hai cái sản phẩm làm giống với Lilabo của Mora đây thì nó có một phần bốc nốt nó tươi hơn và nó sáng hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ là được thêm bởi kiểu cam chanh vào đấy. Và cái mùi hương ở đây thì khi mà dry down ở trên da mình ấy, thì Marshmallow 13 của Mora nó không được béo và ngậy bằng so với Another 13 của Lilabo. Thì đó là một cái điểm mà mình đánh giá rằng là chắc là cũng xứng đáng được clone nhỉ. Ừ, chắc là được. Nhưng mà cái mùi hương này ấy, thì mình nghĩ rằng là với Another 13 nó đã rất thành công với một cái mùi rất đặc trưng, đó là khi mà mới xịt ra ấy, nó có mùi như ở những cái tờ sách vàng ấy, mà các bạn kiểu mở những cái quyển sách lâu ngày á, nó có mùi rất đặc trưng. Nhưng mà ở đây thì nó không có mùi, ở đây vào phát là béo luôn, ngậy luôn. Nhưng mà nó lại không tới. Đấy, nó như kiểu là các bạn kiểu chơi kiểu vừa ra đến quán mà các bạn đã kiểu bị công an đuổi đi về ấy. Thì cái mùi của Marshmallow 13 này đích thị là như vậy. Và so với Another 13 thì mình nghĩ là mùi hương này thì được tầm 70%. Quan trọng là nhất là cái top note, cái mùi kiểu những cái trang giấy, trang sách ấy, thì em này không được, em này vào thẳng cái nếp béo luôn. Và cái nốt béo nó cũng không ngậy bằng. Nhưng mà mình thì mình lại thích cái kiểu Marshmallow 13 này. Tại vì với mình thì Another 13 nó lên ra mình nó bị ngậy quá, và nó mình ngửi trên mình nó bị hơi mệt. Nhưng mà với cái mùi này thì mình thấy nó rất là vừa phải. Thì đó là hai mùi hương của Sandalwood 33 và Marshmallow 13. Thực ra nếu như mà để mà mình chọn một phiên bản clone giá rẻ hơn và có mùi gọi là nịnh mũi hơn, hợp mình hơn, có phần gọi là bớt ngậy hơn và nữ tính hơn, dành cho nữ ngon hơn, thì có lẽ mình sẽ chọn Not a Perfume của Juliette Hesgan. Đây là một chân hoa mà mình đã nhắc khá nhiều ở trên kênh YouTube cũng như là ở trong những cái livestream mà mình chia sẻ với các bạn. Thì cái mùi hương này nó còn rẻ hơn mùi của Mora cơ, mà lại đến từ một cái thương hiệu cũng khá là ok. Và mùi hương này thì cũng ra mắt vào năm 2012 nhá, cùng với mùi hương của Another 13. Và vừa rồi đó là cái cảm nhận của mình sau một cái thời gian thử Marshmallow 13 và Sandalwood 33 của Mora. Vậy thì quan điểm của mình về việc là có nên mua nước hoa của Mora hay không, nước hoa đến từ một thương hiệu Việt Nam hay không, thì thứ nhất mình sẽ phân tích trên hai cái góc độ để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Nếu như bạn chỉ đơn giản là một người dùng nước hoa nhưng mà bạn lại không có quá nhiều tiền để mua những cái sản phẩm của Lilabo, nếu bạn biết là Lilabo nó rơi vào tầm 6 triệu trong 100ml, và 50ml thì nó có giá hơn 3 triệu, và nếu chai 30ml thì nó chắc là bằng những chai của Mora 100ml. Thì nếu mà tính về cái bài toán kinh phí và cái mùi hương mang lại, thì để cho người khác nhận biết được đâu là Lilabo và đâu là Mora, thì mình nghĩ là nếu như các bạn muốn
vừa có một cái mùi hương giống với Lilabo, chai lọ giống, concept cũng giống, chụp ảnh sống ảo đại tưởng là Lilabo ở Việt Nam, thì các bạn có thể hoàn toàn thử và mua sản phẩm của Mora. Mình đánh giá việc là họ làm mùi cũng khá là giống với hai sản phẩm rất nổi tiếng và đình đám của Lilabo tại Việt Nam, đó là Santo 33 và Another 13. Đó, nếu mà bạn là một người đơn giản kiểu mua để sử dụng thôi, không quan tâm lắm đến cái câu chuyện là ý nghĩa của Lilabo hay là ý nghĩa của Another 13 của Santo 33, mà các bạn chỉ cần là một cái mùi hương giống và giá phải rẻ hơn, thì xin chào mừng các bạn đến với Mora. Còn nếu như là một người chơi nước hoa, hoặc là trên quan điểm cá nhân của mình là một người review nước hoa, thì mình sẽ không mua sản phẩm của Mora. Tại vì sao? Thứ nhất, đây là một sản phẩm mang cái mác của Việt Nam. Đây, họ in rất to trời hình ở đây, đó chính là Made in Việt Nam. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đó. Và toàn bộ concept cho đến phần ngoại hình của chai, thiết kế của chai cho đến mùi hương thì lấy toàn bộ từ Lilabo. Mình thấy rằng là đội ngũ làm mùi của Mora có vẻ hơi nghèo nàn hay là kiểu hơi lười biếng về ý tưởng. Đây là cái quan điểm thật của mình. Ở thương hiệu Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái thương hiệu đáng để thử và nó mang những cái dấu ấn rất riêng của Việt Nam. Ví dụ như kiểu Dynic mà mình đã review nhá. Mặc dù họ có collab với bên Simrai, một bên sản xuất mùi hương, họ không phải là pha chế trực tiếp như là Mora. Mặc dù nước hoa của họ chỉ có tầm 200 mấy trong một chai 100ml, nhưng mà họ đặt một cái thiết kế riêng để họ khẳng định được là đấy là sản phẩm của tôi. Và mùi hương của họ thì mình thấy là cũng có đụng hàng nhưng mà không nhiều, và có những cái mùi hương có để lại dấu ấn. Nhưng ở đây mình đã thử qua 6 mùi và thực sự là 4 mùi kia thì mình không có nhiều thời gian thử lắm, nha. Nếu như có dịp thì mình sẽ làm video các bạn về 4 mùi còn lại của Mora. Nhưng mà với hai mùi này thì mình đã lấy toàn bộ concept của Mora. Các bạn có thể thấy rằng là trên những cái video trên page của Mora thì họ cũng pha chế nước hoa tại chỗ luôn. Đó, tóm lại là giống hệt Mora, in tên, đóng hộp, cái hộp cũng giống luôn ấy. Thì cái việc này là với việc mình không đánh giá cao. Mình sẽ đánh giá cao những cái sản phẩm Dynic này, Y25, các bạn có biết là họ có những cái sản phẩm đặt tên theo từng tỉnh, thành phố ở Việt Nam luôn, như là Đà Lạt, như là Hà Nội, như là Sài Gòn. Đấy, đó là mang một cái nét cực kỳ là Việt Nam. Nhưng mà với mình thì mình nghĩ là nếu như là mình là một người chơi và mình muốn là những cái sản phẩm Việt Nam nó phải có những cái dấu ấn riêng của Việt Nam, chứ không phải là chạy theo toàn bộ những cái này chỉ để giải quyết cái vấn đề đó là tài chính. Cái thứ hai ở đây đó là về câu chuyện về giá cả. Thực chất nếu như để bỏ khoảng tầm, theo như ở đây họ ghi ở trên web họ niêm yết luôn là 2.690.000 để mua một chai nước hoa giống với một cái mùi Lilabo Santo 33 hay là mùi Another 13, thì mình nghĩ là đấy là một cái giá quá đắt. Ừ, nếu mà mùi hương nó giống hẳn đi thì chúng ta chỉ là gọi là bớt được một nửa tiền. Nhưng mà đây thì thứ nhất là không phải một cái thương hiệu quá là nổi. Cái thứ hai đó là làm mùi clone thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác để có thể mua. Với tầm 2.6 triệu ấy, thì mình nghĩ là các bạn có thể mua được chai 30ml cứ thẳng Lilabo luôn. Yếu tố thứ ba để mình không mua một sản phẩm của Mora trong cái thời điểm hiện tại đó chính là mình thấy là toàn bộ những cái hướng đi của Mora, từ cái concept cho đến cái phần quảng cáo cho đến cái phần sản phẩm, thì họ toàn bộ họ chạy theo một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng, cực kỳ là hot ở trên thị trường Việt Nam, và đó là một cái cách kiểu PR, kiểu marketing. Ok, đấy là cái vấn đề kinh doanh, nhưng mà các bạn cũng có thể biết rằng là có những cái người nổi lên nhờ thực lực, nhờ tài năng của họ, nhưng mà có những cái người nổi lên nhờ những cái scandal, những cái lùm xùm. Thì Mora mình nghĩ là đang đi theo cái hướng thứ hai, và mình nghĩ đây là không phải là một cái hướng tích cực để có thể phát triển một cái thương hiệu của Việt Nam. Mình thấy người Việt Nam chúng ta có rất nhiều sự sáng tạo, sự thông minh, tại sao đi lấy tất cả concept như vậy. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái hướng đi không tốt, và mình mong là Mora có thể cải thiện hơn trong những cái sản phẩm sau, và hy vọng là mình có thể ủng hộ được Mora để có thể review chia sẻ rằng là Mora đã thay đổi như thế nào. Còn không thì như các bạn biết rồi đấy, những cái sản phẩm clone thì nó luôn bị đánh giá rất là thấp và nó không phải là những cái lựa chọn hàng đầu. Vì thế mình nghĩ là Mora cũng không bao giờ muốn như vậy cả. Và vừa rồi đó là cảm nhận của mình về Mora qua hai mùi hương Sandalwood 33 và Musk Mallow 13, và cũng như là cái cảm nhận riêng của mình về cái thương hiệu này, một cái thương hiệu Việt Nam rất là hot trong
1-2 năm vừa qua. Không biết là các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa nào rồi của Mora thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Các bạn có những quan điểm là sao về cái thương hiệu Việt Nam nhưng mà có cái xu hướng là kiểu như này thì cứ bình luận chia sẻ ở dưới nhá. Và nếu như thấy video hay, thấy chủ đề nước hoa Việt Nam hay thì các bạn hãy đừng tiếc cho mình một like, share, ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video hơn. Và sắp tới nếu như là mình có dịp thì mình sẽ làm nhiều thương hiệu Việt Nam hơn để giới thiệu các bạn những cái sản phẩm nó đậm chất Việt Nam. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.